ca sĩ Quỳnh Mai đăng quang Hoa hậu. Vào lúc 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 19 tháng Giêng năm 2018 tại nhà hàng Dynasty, thành phố San Jose, California, một buổi lễ đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế Giới đã diễn ra rất trang trọng với sự tham dự đông đảo của nhiều người. Đương kim là ca sĩ Quỳnh Mai đoạt ngôi vị này mà theo dư luận thì danh dự này rất xứng đáng dành cho Quỳnh Mai. Được biết, ca sĩ Quỳnh Mai dù mới định cư tại San Jose trên 2 năm, nhưng cô đã chinh phục được khán giả với chất giọng điêu luyện và làn hơi cao vút qua những bản nhạc trữ tình. Yêu anh em đâu dám mong gì hơn đứa bên anh, nghe anh vỗ về. Người đàn ông em yêu thương, người đàn ông em trao trọn con tim. Yêu anh em đâu suy tính hơn, thiệt hơn dù cho em là cô gái nghèo. Từng đêm thâu đêm bên anh cho cô vui, nhưng em nào muốn. Em đã cố gắng dù bao đêm thầm khóc cầu mong anh thay đổi vì em. Em đã cố gắng thật nhiều mà sao anh vẫn không đổi thôi. Một nửa trái tim anh dành cho em, một nửa trái tim sao còn nhiều đam mê. Anh hãy nói đi, anh hãy nói đi, nói một lời anh sẽ đổi thôi. Một nửa trái tim không trọn vẹn cho em, một nửa trái tim sao còn nhiều thương đau. Em sẽ bước đi, em sẽ bước đi, dù con tim em tan nát khi xa người. Mùa đông năm ấy ta tình cờ quen nhau, trời đông lạnh giá nhưng sao nghe ấm lòng. Vì em bên anh chuyện trò thâu đêm cho qua đi bao cô đơn giá băng. Tình anh như gió lùa vào mái tóc em, tình anh như nắng cho môi em thắm hồng. Nồng nàn bên anh ngọt ngào yêu thương, mùa đông hạnh phúc em có anh. Đông qua xuân đến tình mình vẫn nồng say, hè đi thu sang rụng rơi lá tình khóc. Nào có biết khi chia tay sau cơn mê, bàng hoàng em nhận ra anh lừa dối. Lần gió rét run đôi môi mà nào em đâu hay, em đâu cần biết. Trái tim em đây mang đau thương, lạnh lùng hơn đêm đông ngoài kia. Gió đông đang về vắng anh đêm dài, tình mình chỉ còn lại trong giấc mơ. Cô được mệnh danh là ca sĩ diễn nhiều show nhất trong 2 năm qua. Quỳnh Mai còn được biết đến là một diễn viên điện ảnh. Trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Người Việt Thế Giới tổ chức tại Orange County, California ngày 23 tháng 12 năm 2017, Quỳnh Mai đã vượt trội với những ưu điểm hát hay, nói năng lưu loát, xinh đẹp và làm nhiều việc hướng thiện.
vào số 11. Rồi, để cho khách hàng. Bây giờ em muốn anh đọc bằng tiếng Việt là tiếng tiếng Anh. Tiếng Việt, ok. Rồi, câu hỏi của em là câu hỏi của thí sinh số 11. Ban giám khảo chuẩn bị nha. Hiện nay có nhiều trang phục tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Theo bạn, tại sao chiếc áo dài Việt Nam vẫn được nhiều người yêu thích? Mời em. Trước khi trả lời vào phần ứng xử của mình, em xin gửi lời chào trân trọng nhất tới ban giám khảo và tất cả quý vị có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Lời chúc tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất. Chiếc áo dài Việt Nam vẫn được rất nhiều người yêu thích vì nó tôn lên được những nét đẹp dịu dàng, thướt tha của tâm hồn người phụ nữ. Ngoài ra, chiếc áo dài còn tôn vinh lên những nét đẹp, những đường uốn lượn, và đặc biệt đó là những nét nổi bật nhất, gợi cảm nhất của người phụ nữ. Uy tín mà hở. Chiếc áo dài còn được tôn vinh lên và cũng là được là biểu tượng cho bản đồ hình chữ S Việt Nam truyền thống. Quỳnh Mai tỏa sáng trên sân khấu và đạt được ngôi vị. Ở Quỳnh Mai có được nhân dáng, nhân mạo, nhân tính. Trong năm 2017 cũng là năm Quỳnh Mai làm nhiều công việc hướng thiện như cứu trợ lũ lụt miền Trung, tặng quà và tặng tiền cho 17 trại cùi ở Pleiku, một nơi mà trước đó Quỳnh Mai chưa bao giờ biết đến. Xã Ninh Bình của mình đã xảy ra một cái lũ lụt và cái gọi là bão đúng không ạ? Cấp 12 đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thì nghe được tin vậy thì chúng con rất là buồn và thật sự ra rất là xót lòng. Thì con thì đại diện cho Entertainment bên Minh Chánh và cũng như là đại diện cho cộng đồng San Jose tại hải ngoại. Thì hôm nay đoàn của chúng con về đây thì có hơn 10 người. Thì đến đây chỉ có một chút tấm lòng, trái tim của mình để gửi gắm và chia sẻ đến tất cả những người dân ở nơi đây. Đường khuya vắng, đôi chân nặng lê bước trên đường dài. Tuổi thơ em mong được một đêm hạnh phúc bình yên, dẫu biết chỉ là giấc mơ giữa dòng đời mình bơ vơ. Ánh mắt buồn chẳng thấy ngày mai. Lệ tuôn rơi đêm nằm nghe tiếng mưa sầu buồn. Lòng con thơ lạc loài không nơi xin giữ chở che. Trời giờ người khuất xa, mẹ ơi giờ này chốn nào. Con biết tìm nơi đâu bình yên. Thank you.
đường khuya vắng, đôi chân nặng lê bước trên đường dài. Tuổi thơ em mong được một đêm hạnh phúc bình yên, dẫu biết chỉ là giấc mơ giữa dòng đời mình bơ vơ. Ánh mắt buồn chẳng thấy ngày mai, lệ tuôn rơi đêm nằm nghe tiếng mưa sầu buồn. Lòng con thơ lạc loài không nơi gìn giữ chở che. Trời giờ người quất xa, mẹ ơi giờ này chốn nào, con biết tìm nơi đâu. Sự thành công của ca sĩ Hoa hậu Quỳnh Mai rất đáng kể. Quan trọng hơn là kết quả tình cảm những người yêu mến cô hướng đến. Đó mới là đích thực những gì Quỳnh Mai đã gặt hái được, tình cảm trong lòng mọi người. Thưa quý vị, ngày hôm nay tụi anh rất là vinh dự khi mà được mời tới tham dự buổi tiệc đăng quang của Hoa hậu Phụ nữ Thế giới Người Việt Quỳnh Mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng với tụi anh chúng ta cùng xem một số hình ảnh của buổi tiệc ngày hôm nay, hình ảnh của một số quan khách chúng ta dự tiệc, cũng như là những lời chia sẻ của Hoa hậu mới đăng quang của chúng ta, Hoa hậu Quỳnh Mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng với tụi anh chúng ta cùng theo chân tụi anh đi xem nhé. Quý vị, tụi anh xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Tân Hoa hậu năm 2018 của chúng ta, Hoa hậu Quỳnh Mai. Tụi anh được xin kính chào chị Quỳnh Mai. Không biết chị có muốn gửi lời chào đến quý khán thính giả của hệ thống truyền thông Viễn Thông không hả chị? Lời đầu tiên cho phép Quỳnh Mai được gửi lời chào yêu thương nhất đến tất cả quý khán giả của hệ thống đài truyền thanh Viễn Thông. Thưa chị Quỳnh Mai, tụi anh được biết là chị với cương vị là một người ca sĩ rất là nổi tiếng và được yêu mến không chỉ bà con ở thành phố San Jose mà tất cả những quý thính giả ở hải ngoại có thể nói là như vậy. Thì có một cái cơ duyên nào đó mà chị quyết định lấn sân sang lĩnh vực là đi thi cuộc thi Hoa hậu và đoạt cái giải cao quý này không hả chị? Quỳnh Mai rất là cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây cũng là một cơ duyên và cũng là một cơ hội để Quỳnh Mai nghĩ rằng để thử thách mình. Quỳnh Mai muốn đến với chương trình cuộc thi vừa qua cũng để học hỏi và những bạn trong nước cũng như là ngoài nước để học hỏi những kinh nghiệm của tất cả các bạn. Cảm ơn chị rất là nhiều, một câu trả lời rất là dễ thương quý vị ơi. Và thưa chị, tụi anh cũng được biết là chị có làm rất là nhiều những công việc từ thiện. Như vậy thì với cương vị một người hoa hậu, chị có thể cho mọi người được biết là trong tương lai chị có những dự định gì với cương vị hoa hậu của mình không ạ? Thật ra từ lúc Quỳnh Mai chưa được đội chiếc vương miện này thì Quỳnh Mai cũng tham gia rất là nhiều các hoạt động từ thiện tại nước nhà cũng như là tại Mỹ, Bắc Cali cũng như là Nam Cali. Và chuẩn bị sắp tới đây vào đúng dịp xuân thì Quỳnh Mai cũng có một cơ hội đồng hành cùng tất cả các bạn của Quỳnh Mai. Chuẩn bị sắp tới vào dịp xuân thì Quỳnh Mai cũng đi tới Pleiku, trại cùi. Dạ vâng, những người dân Quỳnh Mai sẽ đến thăm tất cả người dân và sẽ có những cuộc tổ chức ca nhạc. Và ngoài đó ra thì Quỳnh Mai cũng có dự định là đến thăm tất cả các em Sương Thủy Tinh cũng như là những các em bị bại não. Cùng tay nắm bàn tay.
thơ em mong được một đêm hạnh phúc bình yên. Và xin được thay mặt cho hệ thống truyền thông Viên Thao xin được chúc cho chị Quỳnh Mai trong năm đăng quang của mình có một năm thành công và gặp nhiều may mắn trên con đường thiện nguyện của chị. Thưa quý vị, Tòa Anh có một cái câu hỏi rất là vui muốn được hỏi chị Quỳnh Mai, đó là chị ơi, bây giờ chị muốn người ta gọi chị là ca sĩ Quỳnh Mai hay là hoa hậu Quỳnh Mai nè? Câu hỏi này là hơi khó để cho Quỳnh Mai trả lời đây nè. Thật sự ra Quỳnh Mai chỉ mong được sự yêu thương và tất cả bằng những cái tấm lòng của Quỳnh Mai để gửi gắm đến tất cả quý khán giả. Nên nếu mà quý khán giả nào yêu thương Quỳnh Mai, muốn xưng danh Quỳnh Mai là hoa hậu cũng được, và muốn xưng danh Quỳnh Mai là ca sĩ cũng được, chỉ cần rằng là tên của Quỳnh Mai luôn khắc ghi ở trong lòng quý khán giả, đó là niềm hạnh phúc nhất của Quỳnh Mai. Khánh Nhi xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang trên màn hình ảnh nhỏ ạ. Và chị là một người bạn rất là thân với tân hoa hậu của chúng ta. Vậy thì chị có thể bật mí được một số tính cách của tân hoa hậu của chúng ta cho quý khán giả được biết không hả chị? Ok, thưa mọi người, Quỳnh Mai là một cô hoa hậu rất là tài sắc vẹn toàn và Di rất là ngưỡng mộ Quỳnh Mai. Quỳnh Mai hả, là lúc nào cũng rủ Di đi làm từ thiện hết, nhưng mà thật sự là Di có nhiều việc quá nên Di không đi được. Nên dù cho Mai có một cái tính cách là dù cho Mai rất là mệt, nhưng khi Mai đã quyết định một cái việc gì là Mai sẽ làm tới cùng. Đó là cái tính cách mà Di rất là ngưỡng mộ Quỳnh Mai. Và một lần nữa Di cảm ơn Quỳnh Mai rất là nhiều. Nhờ Quỳnh Mai thì Di mới càng cố gắng hơn nữa để giúp đỡ mọi người như Quỳnh Mai đã giúp đỡ. Thưa quý vị, xin được giới thiệu đến quý vị, kế bên Tuệ Anh đây là ca sĩ Tân Hy Khánh, ca sĩ ở Nam Cali, và anh bay thẳng vào Bắc Cali để dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tuệ Anh xin được trân trọng gửi lời chào đến anh ạ. Tân Hy Khánh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi Viên Thao Television, cũng như xin chào MC rất là duyên dáng và xinh đẹp ngày hôm nay. Hôm nay Tân Hy Khánh rất là vui khi được có mặt trong buổi tiệc đăng quang của Tân Hoa Hậu Nguyễn Quỳnh Mai. Chắc chắn là phải có một cái tình cảm rất là đặc biệt mà để Tân Hy Khánh có thể sắp xếp tất cả mọi công việc để có thể đến đây và chung vui với Quỳnh Mai trong đêm ngày hôm nay ạ. Tân Hy Khánh biết Quỳnh Mai là từ lâu lắm rồi. Thì khi mà anh em đi diễn chung cũng có đi với nhau. Thì đối với một người phụ nữ mà luôn luôn dành tình cảm cho một người bạn, mặc dù rất là ở xa với nhau, nhưng lúc nào cũng có một cái tình cảm rất là đặc biệt như thế này, thì chắc chắn là những cái bữa tiệc cũng như là cái lễ đăng quang hết sức là ý nghĩa này của Quỳnh Mai thì không thể nào mà Tân Hy Khánh không thể sắp xếp xuống đến đây được. Và rất là vui khi được thấy sự yêu mến của tất cả khán giả ở San Jose dành cho Quỳnh Mai. Xin thưa chú là ngày hôm nay chú cảm thấy như thế nào khi mà đến dự buổi tiệc đăng quang của Tân Hoa Hậu chúng ta, Tân Hoa Hậu Quỳnh Mai ạ? Đây là một trong những cái dịp rất là quý, tốt cho không những là cho cô Hoa Hậu và một cái lễ đăng quang rất là huy hoàng cho cô, mà cũng là một cái dịp để cho những bà con chúng ta có cái dịp để mà hội họp, hội tụ lại. Đây là một trong những cái điều mà bà con và nhất là giới phụ nữ rất là mong đợi, có những cái hình ảnh của những người phụ nữ mà mang một cái chức danh là hoa hậu, đem cái nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Tôi anh rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin được thay mặt cho hệ thống truyền thông Viên Thao chúc cho tân hoa hậu của chúng ta có một năm thành công, cũng như là đạt được những sứ nguyện mà cô đã đề ra trong việc giúp đỡ cộng đồng. Xin chào quý vị và xin hẹn gặp lại. Dẫu kết tình này ta trả nợ người, dẫu kết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình tôi còn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì đời tình xa, tao soi bạc màu vì nợ yêu nhau. Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau, trả hết
cha sống đời con hư không. Này gió, gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, con ta đường nào cho ta. Anh ơi, anh em không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, nhớ mơ ơi. Anh ơi, anh em không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này, chờ ta trả nợ người. Dẫu dẫu hết tình này ta trả nợ đời. Trả hết tình tôi còn nợ không thôi.